Đại Thế Chí Bồ Tát.
tự giới thiệu. Dạ. Pháp danh con là Nhật Bảo Minh. Thì sư cô, mẹ con báo cho con biết là sư cô sư cô Thanh Diệu Pháp muốn con dự buổi giảng của thầy, cho nên mời con hát vài bài. Thì con xin hát bài thiền hành của thầy Thích Quảng Thanh để gửi đến quý Phật tử và thầy, và cúng dường cho thầy và sư cô. Dạ. Sáng nay đi thiền hành, hương lòng quyện chung quanh, bát ngát rừng thông xanh, dòng suối reo êm đềm. Sáng nay đi thiền hành, sương mù còn lòng lành, ríu rít lời chim ca, từng bước trong an lành. Con đường nhiều sen bay, có chim oanh trên cánh, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vọng bay xa. Con đường nhiều sen búp, dâng cúng Phật chân thanh, tâm là tâm thư thái, đi từng bước an vui. Sáng nay đi thiền hành, hương lòng quyện chung quanh, bát ngát rừng thông xanh, sông suối reo êm đềm. Sáng nay đi thiền hành, sương mù còn lòng lành, ríu rít lời chim ca, từng bước trong an lành. Con đường nhiều sen bay, có chim oanh trên cánh, lặng nghe chim nói pháp, lời chim vọng bay xa. Con đường nhiều sen búp, dâng cúng Phật chân thanh, tâm là tâm thư thái, đi từng bước an vui. Sáng nay đi thiền hành, hương lòng quyện chung quanh, bát ngát rừng thông xanh, dòng suối reo êm đềm. Sáng nay đi thiền hành, sương mù còn lòng lành, ríu rít lời chim ca, từng bước trong an lành. Ríu rít lời chim ca, từng bước trong an lành. Theo lời yêu cầu của bà thì con xin hát lại bài Từ Làm Quê Hương Tôi. Quê hương tôi miền Trung, sớm hôm chuông chùa nhẹ rung, tiếng muôn đời hồn thu thiên kêu. Ôi uy nghiêm bóng chùa Từ Đàm, nơi yêu thương phát nguồn đạo vàng. Qua bao dòng tố chùa Từ Đàm, tôi vẫn còn. Quê hương tôi là đây, sớm hôm hương trầm nhẹ bay, vẫn vương lời kính chiều nay mới đây. Ôi thân yêu bóng chùa Từ Đàm, nơi Bắc Nam núi
cho đời. Ai đi qua miền Trung, khoan khoan ơi người dừng chân, lắng nghe về đây hôm nay. Ơi anh linh bóng chùa Từ Đàm, ôi nơi đây nắng chiều dịu dàng, ai hy sinh cứu đời vũ phàng. Từ Đàm ơi, lại dùng tám biển trước
đục lờ tâm tu đạo thánh không giờ nào quên. Nếu là Phật tử phải nên tám điều như thế hằng đêm tụng hoài ở trong mỗi niệm hằng ngày. Bao nhiêu tội lỗi diệt rày sạch trơn, Bồ Đề hoa bao nhẹ thân. Trên bờ chánh giác con chân dẫm liền, hằng hà sanh tử lưu linh. Thường vui điên ổn tâm tình tiêu tâm. Đại chúng nghe giảng một chút xíu về cái bài cuối cùng tổng kết. Như thử bác sự, ở đây dịch là như đã nói tám điều, chữ thử là vậy đó, tám cái điều đó, tám cái sự việc giác ngộ đó. Nãy thì chư Phật là mười phương chư Phật, Bồ Tát đại nhân, những cái bậc đại nhân mà đang hành cái hành Bồ Tát đó đó cũng là chư Phật trong mười phương, chi sở giác ngộ. Nhờ đó đó mà đi đến con đường giác ngộ Phật quả, tinh tấn hành đạo, từ bi tu huệ. Tinh tấn hành đạo là đại chúng hiểu rồi, hành đạo ở một hướng tốt đẹp, lợi mình lợi người đời này và đời sau. Từ bi tu huệ, từ bi mà tu huệ nghĩa là đem lòng từ bi để trưởng dưỡng cái trí tuệ, là con đường giác ngộ giải thoát của mình. Thừa pháp thân thuyền, thừa pháp thân thuyền là mượn thân này làm một con thuyền để chở cái pháp, để truyền pháp, đem pháp đến cho tất cả chúng sinh được lợi lạc. Chí niết bàn ngạn là chỉ có một lòng cầu đến bờ bên kia mà thôi. Chư Phật và Bồ Tát hàng đại nhân được giác ngộ là do tinh tấn tu hành, phát tâm tu hạnh từ bi cứu giúp cho tất cả chúng sinh. Quý Ngài luôn luôn thắp lên ngọn đuốc trí tuệ nơi tâm của mình để phá trừ si mê mờ tối. Kết quả là ngộ được pháp thân, chứng được niết bàn. Nên nói ngồi thuyền pháp thân đến bờ niết bàn là vậy. Đó là phần thứ nhất. Chư Phật và Bồ Tát y cứ nơi tám điều này mà tinh tấn tu hành ngộ pháp thân, chứng niết bàn, nên Phật tử cũng nên ngộ như vậy. Phục hoàng sanh tử, độ thoát chúng sinh, dĩ tiền bát sự, khai đạo nhất thiết, linh chư chúng sinh, giác sanh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo, được giải thích như sau. Sau khi chư Phật và chư Bồ Tát đã ngộ pháp thân, chứng niết bàn, ngộ quả giải thoát rồi, các ngài khởi bi nguyện trở lại ở trong sanh tử để giáo hóa cứu độ tất cả chúng sinh. Tuy cũng lăn lộn trong sanh tử, nhưng quý ngài không vì nghiệp hoặc là dẫn dắt, không vì nghiệp nó dẫn dắt, mà vì lòng từ bi khởi nguyện để cứu độ chúng sinh mà thôi. Nên quý ngài ra vào trong sanh tử một cách tự tại mà không có khổ, như tám điều giác ngộ chúng ta đã vừa học. Không bị phiền não khổ đau bức bách trong giai đoạn thân trung ấm, từ chuyển từ cái thân này qua một thân mới khác. Trong lúc giáo hóa, quý ngài cũng dùng tám cái điều giác ngộ đã nêu vừa rồi để mở con đường dẫn lối cho chúng sanh thấy rõ cái khổ của sanh tử luân hồi, để xả bỏ, để xa lìa năm món dục lạc ở thế gian mà chúng sinh đang đeo bám mong cầu, lo thực hành những cái hạnh để thành tựu được cái thánh đạo. Đây là phần thứ hai, là phần giáo hóa chúng sinh của hàng Bồ Tát mà chúng ta được nhắc đến. Nhược Phật đệ tử tụng thử bát sự, ư niệm niệm trung, diệt vô lượng tội, tiến thú Bồ Đề, tốc đăng chánh giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường trụ khoái lạc, được giải thích như sau.
Phần thứ ba thì được nói đến người đệ tử chân chánh của Phật, mỗi niệm hằng nhớ đến 8 điều giác ngộ vừa được học. Nhờ mỗi niệm hằng nhớ đến 8 điều giác ngộ ấy mà không nhớ tưởng những cái điều sai phạm khác. Do đó mà hành giả không tạo tác các cái nghiệp nhân ác nên tội lỗi theo đó mà mất khuất bóng. Tại sao? Vì tâm không còn nghĩ đến tư lợi, tâm không nghĩ đến điều hại người, hại Phật. Lúc nào cũng nghĩ nhớ đến việc tu hành thường xuyên tỉnh giác. Nhớ nghĩ thương chúng sinh, tìm phương thế nào để độ cho được hết thảy chúng sinh. Người sống được như vậy thì sẽ tiến đến quả vị Bồ Đề, chóng thành tựu quả vị Phật. Khi đã đoạn lìa sanh tử vĩnh viễn thì thường được ở trong cảnh an vui, thanh tịnh, nhẹ nhàng. Để quý Phật tử dễ nhớ và nhớ kỹ hơn, tu hành khỏi sợ sai lạc vào con đường tà lối mê, tôi tóm lược lời giảng như sau. Điều giác ngộ thứ nhất, thường thấy thân tâm của mình và sự vật bên ngoài là vô thường, không bền chắc, không có thật ngã. Phải biết tâm là gốc sinh ra tội ác, chớ có mê chấp tâm là thật, là ta, mà cứ đi làm hoài không chịu đi học. Biết vọng tưởng là không thật, nên không mê chấp chạy theo nó. Lại cũng biết cái thân này là rừng tội lỗi, nên không chấp cái thân là thật, là ta, để rồi khích mít vi lộn thường ngày. Thường quán xét như thế để xa lìa cái khổ luân hồi sanh tử bởi vì tham và chấp. Thế thôi. Thầy thêm vậy quý vị thấy có hợp lý không? Ổn không? Dễ hiểu không? Đọc rồi quá rồi. Điều giác ngộ thứ hai, nên biết tham cầu nhiều thì khổ đau cũng lắm lắm. Gốc của luân hồi sanh tử là do tham đắm ngũ dục của thế gian mà ra. Vì vậy mà phải bớt tham muốn thì tăng thêm an lạc hạnh phúc. Khi tâm bớt tham cầu ngũ dục thì sẽ được ngủ ngon và ăn ổn vui vẻ. Bỏ ngũ dục thì được ngủ ngon. Điều giác ngộ thứ ba, nên biết rằng người nào dục vọng càng nhiều thì tội ác ngày càng lớn. Do đó mà phải dứt cái tâm ham muốn, không tham cầu ngũ dục, lúc nào cũng ít muốn biết đủ, an phận nghèo để gìn giữ đạo đức, phát huy trí huệ, lấy trí huệ làm sự nghiệp, không để tâm đuổi bắt danh lợi thế gian, nhưng cũng đừng quên rằng đừng để nó nghèo và đói xảy ra. Quý Phật tử không có y báo và chánh báo đời này thì liệu đời sau như thế nào? Đừng có tưởng nhớ tới đời sau, nhưng phải nhớ rằng trong vòng luân hồi sanh tử không có một vật thể nào đứng yên, chúng chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Nếu chúng đủ chất liệu, một cái cây hoa mà nó đủ phân, đủ nước, đủ nắng, mọi yếu tố nó đầy đủ thì cái hoa này nó trổ tuyệt đối của nó. Còn nếu nó không đầy đủ thì nó không trổ được tuyệt đối, bông hoa không có đẹp. Hiểu là người giác ngộ, học nhưng phải hiểu ý kinh. Đừng bao giờ hiểu một cách máy móc, nó sẽ làm lỗ lã thiệt thòi cho người học. Điều giác ngộ thứ tư, người mà lười biếng giải đãi, không đoạn trừ các cái nghiệp ác trong từng giây, từng phút, từng hơi thở chánh niệm, không chịu tinh tấn tu hành thì bị trụy lạc, nó lôi kéo vào trong một thế giới gọi đó là địa ngục, đó là chốn trầm luân sanh tử khổ đau. Vì vậy mà phải tu hành tinh tấn để phá trừ vô minh phiền não ấy, là mỗi ngày phải đọc từ 10 đến 100 trang sách, nếu không là chẳng chạy ra đường nào. Hàng phục các thứ ma chướng, ra khỏi ngục tù, ngủ ấm và tam giới là nhờ vào sự hiểu biết của chính mình, do quân tập từng ngày, chứ không phải chỉ cầu mà được. Điều giác ngộ thứ năm là phải biết gốc của luân hồi sanh tử chính là ngu si mà bản đồ thầy đã vẽ cái đồng hồ có 12 con số. Vì vậy phải học rộng, nghe nhiều về Phật Pháp,
Nhờ thế mà trí tuệ được tăng trưởng sâu rộng, có đủ khả năng, đủ biện tài để giáo hóa tất cả chúng sinh bằng tứ biện tài. Một là gì? Pháp vô ngại biện tài. Hai, nghĩa vô ngại biện tài. Ba, từ vô ngại biện tài. Bốn, nhạo thuyết vô ngại biện tài. Có lật lợi không sao thuộc hay vậy ta? Rồi, như vậy điều giác ngộ thứ năm để nói rằng người chỉ có trí tuệ là một con đường để đi đến giải trừ được vô minh phiền não, giải trừ được sanh tử luân hồi. Vậy để giáo hóa tất cả chúng sinh, đòi hỏi người ấy phải hiểu được các pháp vô ngại biện tài. Điều giác ngộ thứ sáu, nên biết là người nghèo khổ nhiều hay là sanh nhiều loại oán hận, thường kết duyên ác, thường lập phe cánh của kẻ ác. Vì vậy, không tránh khỏi quả báo đau khổ trong đời này và nhiều kiếp sau. Nên người tu phát tâm thương xót họ, tha thứ cho những lỗi lầm hờn quán không duyên cớ của họ, dầu rằng nó thường lặp lại trong cuộc đời làm chồng hay làm vợ. Lại còn đem cái tâm bình đẳng bố thí giúp đỡ cho họ, không nhớ cái lỗi lầm ngày trước mà ghét bỏ họ, để rồi mỗi lần gây lộn cứ đem ra bầm có một chuyện hồi xưa. Biết và làm được như vậy mới là người thực hành đúng theo hạnh bố thí của Phật và của Bồ Tát. Vì vậy điều giác ngộ thứ sáu quý vị thấy nó hay và nó có ý nghĩa không? Rút lại này. Có những con người không có giác ngộ, hạnh phúc không tìm đâu ra, mà cứ nỗi khổ niềm đau lâu lâu cứ khơi lại, cái mụn ghẻ nó lành rồi lâu lâu đem rạch nó lại. Cái chuyện năm nẫm năm xưa nào đó, vợ chồng gây lộn với nhau, cứ mỗi lần buồn cái là lấy dao rạch cái vết thương đó. Thấy không? Nam mô thường khôn quá Bồ Tát, làm sao hạnh phúc gia đình có mặt được. Điều giác ngộ thứ bảy, biết rõ ngũ dục là tội lỗi, là tai họa. Tuy hiện đời là người thế tục, là cư sĩ hay là người xuất gia, mà biết tránh, không đắm mê theo ngũ dục, luôn nuôi chí nguyện xuất gia, muốn giữ gìn giới hạnh trang nghiêm thanh tịnh, đời sống siêu thoát, tự làm lợi ích cho mình, để rồi khởi lòng từ bi cứu độ tất cả chúng sinh. Đó là con đường ngắn nhất đi tắt vào cái bờ giác ngộ. Mình nghĩ là mình giúp người thì ắt mình sẽ có được cái con thuyền để mình đi. Quý vị không có cái tâm tốt thì người khác cũng không có giúp quý vị đâu. Mình cứ cứu người này là người kia cứu mình. Cho nên là phát cái tâm Bồ Tát mà cứu người thì mình ra khỏi địa ngục là lý do đó. Và phát cái tâm cứu người thì tự nhiên mình cảm thấy mình không còn khổ não nữa. Mình phát tâm cứu người thì tự nhiên mình không còn bệnh nữa. Có nhiều người khởi cái tâm là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ là mình bệnh, mình làm không nổi. Từ đó mà bệnh tật nó lớn, tại vì mình đang nuôi nữa mà. Còn có người là nghĩ mình không có bệnh gì hết, cho nên suốt ngày làm quần quật từ sáng tới chiều tối. Thì rõ ràng người đó dù rằng cái bệnh tới đâu đi nữa, nhưng mà quay qua quay lại khỏi uống thuốc gì hết, người đó hết bệnh. Tại sao? Vì người đó nghĩ mình không có bệnh. Thì hỏi quý vị là có một câu chuyện là ở một cái bệnh viện mà đang trị bệnh cho những người bị bại liệt. Thì khi mà bệnh viện đó cháy, ủa sao ai cũng nghe giác ngộ vậy? Chuyện này ai cũng hiểu là sao, không lẽ có mình tu độc chứ chết. Cái bệnh viện đã cháy, bác sĩ cũng phải chạy. Tự nhiên những người bệnh bại liệt đó, họ đứng dậy họ chạy. Tại chết tới nơi mà không chạy sao được. Cho nên họ hết bệnh. Cảm ơn bệnh viện cháy. Cho nên cái đó là cái khả năng mà bản thân của mỗi con người tự họ cảm nhận được rằng là họ phải ra khỏi chỗ đó thôi. Cho nên là khi mà cháy thì bác sĩ cũng đâu có làm sao mà chạy được vào cổng cái người đó được. Cho nên bác sĩ cũng phải lo chạy. Thì người bệnh nó tự nhiên nó tuột xuống nó chạy. Ồ, bác sĩ cảm ơn. Điều giác ngộ thứ 8, phải biết luân hồi sanh tử. Tôi nói tới cái chỗ đó tôi lại nhớ mấy cái thằng mà nó giả.
nó đi giả ăn xin, nó thấy cảnh sát nó tuột ra nó chạy. Nhớ cái cảnh đó mà tôi không kìm nổi cười. Vừa thế chứ, nó buộc hai cái chân nó lại, nó lết từ đầu này qua đầu kia nó xin ăn. Tự nhiên thấy cảnh sát hai chân đâu mọc ra chạy. Tôi lại nhớ cái cảnh trong bệnh viện. Phải biết luân hồi sinh tử liên tục là khổ đau vô cùng vô tận. Nên biết tâm từ bi rộng lớn, nguyện thay cho chúng sinh chịu khổ, giúp cho tất cả được đến cái chỗ cứu cánh an lạc là Niết Bàn giải thoát. Đó là tám điều giác ngộ mà chư Phật, chư Bồ Tát đã làm và những người tu chân thật, đã người tu Phật chân chính đang làm, đã làm, đang làm và sẽ làm. Ai là người muốn học Phật, muốn tu theo Phật thì sẽ làm những điều này, không thể bỏ qua được. Thưa quý vị thấy dùng ba cái từ đã, đang và sẽ đúng không? Chư Phật trong quá khứ đã làm, những người tu Phật chân chánh họ đang làm. Ai sẽ là người muốn học Phật, tu theo Phật như vậy thì cũng sẽ làm những điều này. Không có ai qua cái lộ trình này hết. Vì học Phật là học một cái bậc giác ngộ. Phàm nói đến học Phật là nói đến cái đạo lý giác ngộ của Phật và Bồ Tát. Quý ngài đã tu, đã giác ngộ, chứ không phải học thuộc lòng kinh nhiều chừng nào rồi chảnh chừng nấy. Hay tụng kinh giỏi mà không tu rồi không hề giác. Ai đụng tới sân hận nổi đùng đùng, rồi cho rằng mình là người học Phật. Nhớ không phải điều đó là người học Phật đâu. Giác ngộ những gì? Giác ngộ từng phần như trước đã kể, từ phần 1 đến phần thứ 8. Thấy rõ thân người và cảnh vật đều là vô thường. Thấy rõ tham dục nhiều là khổ đau càng nhiều. Thấy rõ như vậy là mình đã có mầm giác ngộ rồi đó. Kế đó mới trợ duyên cho những người xung quanh chúng ta là thầy lành bạn tốt, làm thiện hữu tri thức của nhau để cùng tiến đến bờ giác ngộ viên mãn. Rồi như vậy thì cái đoạn nó còn cũng biết nữa, đọc hết luôn rồi. Đến đây tôi xin nói rộng ra để quý vị dễ hiểu và dễ nhớ, không lầm lạc. Trong kinh này Phật chỉ nói một chiều, chê cái thân, cái tâm nó là vô thường, là chê nha, nó là vô ngã, nó là khổ đau, nó là gốc của tội lỗi, nó là kẻ thù lớn nhất của chính mình. Nhưng ở chỗ khác Phật lại nói cái thân này là do tích chứa nhiều phước đức mà được. Quý vị thấy không? Quý vị có mắt kẻ khác mù, quý vị có lỗ tai người khác bị điếc, quý vị có miệng nói người khác bị câm, quý vị có thân đi, nhiều người nằm một chỗ không đi đứng gì, mà cũng không có tay không có chân nữa. Quý vị có trí não, nhiều người bị điên loạn cả đời, nhìn họ mình thương không còn chỗ nào nổi. Quý vị là người có suy nghĩ cho nên quý vị sống một đời bình yên, có những người họ đi tới đâu họ cũng không yên, họ quậy chịu không nổi. Thế nên làm người phải luôn tự vấn bản thân mình, được cái thân này sống để làm gì? Có người đã tự vấn mình nhưng không có câu giải đáp được, mà cũng lại không chịu đi học. Nhấn mạnh nhiều lần cái vấn đề này. Lại cũng có người không biết mình có cái thân này sống để làm gì nữa, sống chật đất. Phật dạy được thân người là khó, thế nên phải biết lợi dụng thân này. Nói vậy là cũng hơi kỳ kỳ đó. Tại vì thân này là cái thân mà mình đã tạo ra từ vô lượng kiếp kìa. Thân này đẹp hay xấu là nhân quả của chính mình, y báo và chánh báo của mình, cớ gì phải lợi dụng nó, mình thẳng thừng sử dụng nó chứ. Phải không? Thẳng thừng sử dụng nó chứ, nó là của mình mà. Quý vị mỗi người dai một cái thân khác nhau đúng không? Nhưng mà quý vị phải biết chăm sóc, cũng như khả năng quý vị mỗi người mua chiếc xe khác nhau. Có người mua một chiếc Trùm, còn một chiếc đi. Người không nói còn. Có nhiều người lắm chứ không phải ít. Đi một chiếc xấu, Trùm một chiếc tốt. Nhưng mà nên nhớ là
chúng ta có thì chúng ta cũng nên làm như vậy, trùm 2-3 chiếc cũng được. Có nhiều người một người mà chạy 4-5 chiếc xe. Cho nên mình hiểu rằng là có nhiều người họ biết sử dụng chứ không phải lợi dụng. Họ biết sử dụng cái phước báo của họ. Có nhiều người họ hạnh phúc lắm kìa. Có những người xung quanh phải ganh tị với họ. Vì sao vậy? Vì bản thân họ biết sử dụng ngôn ngữ. Cho nên họ nói mình cảm nhận được, mình vô trong cái căn nhà của mình cảm thấy như một thiên đường. Nó thật là họ khó tu lắm. Bởi vì sao? Họ quá hạnh phúc. Trong nhà của họ nó hạnh phúc lắm. Mình bước vô là mình thấy mọi thứ đâu đó nó gọn gàng, là biết người trong nhà là giỏi dữ lắm. Thì anh chị cũng nói rõ, chúng con không có thuê người làm, chúng con tự làm để vợ chồng chăm sóc cho nhau, làm suốt ngày để mà về nhà tự lo việc trong nhà, rồi vợ chồng chia nhau nấu ăn giặt giũ. Tự nhiên con cái nó cũng như thế, nó xúm xích về nó cùng nhau làm. Tự nhiên mình thấy một cái gia đình tuyệt vời lắm. Còn có nhiều người gia đình không làm gì cũng mướn người làm, ngồi nhìn lâu lâu đặng đi bệnh viện. Để có làm gì đâu không đi bệnh viện. Thì nói vậy chứ bắn trúng ai ráng chịu nè. Cho nên biết, quý vị biết phải sử dụng cái thân này để tiến tu cho được cái quả giác ngộ giải thoát. Sao dẫn dắt cho chúng sinh từ chỗ mê mờ đến chỗ giác ngộ, từ chỗ tội lỗi đến chỗ an vui, không còn tội lỗi. Phật dụ cho người đi biển bị chìm thuyền, không có phao nổi, sóng dồi gió dập, trồi lên hụp xuống, mệt lã bỗng vớ được một khúc gỗ mục đang nổi trên mặt biển. Khi ôm khúc gỗ mục, người ấy biết nó là khúc gỗ mục đang trôi nổi, rồi sẽ hư hoại không còn quan trọng nữa, không có thể cứu được mình. Xong, người ấy biết rằng mình đang cần nương nó để lội vào bờ, khỏi bị chìm chết. Khúc gỗ mục ấy lúc bấy giờ đối với cái người sắp chết đuối thật là một vị cứu tinh, thật là hữu ích vô cùng. Vì nhờ nó mà người ấy được lên bờ và khỏi chết chìm. Cũng như vậy, mục đích của cái người dùng cái khúc gỗ mục không phải để khoe khoang, không phải để sức dầu thơm, không phải để tô điểm sơn phết cho nó đẹp, để ngày nào cũng vẽ móng tay một kiểu, không phải để quý trọng như một bảo vật, mà khúc gỗ là cái vật hữu dụng đang cần dùng để đưa cái người ấy vào bờ khỏi chết chìm mà thôi. Thân của ta cũng vậy. Mọi người cần phải thấy đúng ý nghĩa về cái thân sắc uẩn này. Biết cái thân này là vô thường tạm bỡ, cho nên không có chấp chặt vào nó. Không có quý cái thân này hơn cái thân của người khác, vì mình cũng là khúc gỗ một thôi. Không vì nó mà tạo các cái nghiệp ác. Cho nên có người nói ăn chay không được là vì nó rồi. Ngủ cái chỗ không được. Tôi thường nói, quý vị nói ngủ không được hay nó trái giờ gì đó, xin thưa, quý vị cứ dùng kiệt sức nó đi thử coi, đứng còn ngủ được nó ngủ. Huống chi là nằm xuống mà nó ngủ không được. Buồn ngủ gặp chiếu manh, chỗ nào ngủ cũng được, chẳng qua là sung sướng quá rồi, cho nên ngủ không được. Còn tôi không có chỗ nào tôi ngủ không được. Tôi đi khắp mọi nơi và tôi không hề có trái giờ. Vì sao vậy? Nó không ngủ phải không? Tôi cảm ơn, tôi học, tôi ngồi thiền, tôi tập khí công, tôi làm đủ chuyện. Nhưng cũng có phải nói rằng có khi mình đi nhưng mà nó cũng en, nó cũng thế này thế nọ chút xíu, thì có cái thân phải bệnh thôi. Phật còn nhập niết bàn huống hồ tôi. Mình hiểu vậy đó. Nhưng mà mình cảm ơn nó, vì cứ nó không ngủ là mình có thời gian để mình tu học nhiều hơn, để mình làm được nhiều thứ hơn. Mà mình dùng nó kiệt sức rồi thì chắc chắn là nằm đâu ngủ đó, ngồi đâu ngủ đó, chứ đừng có nói nằm. Chứ mình không có còn cái thời gian gì. Phật tử có nhiều người về Việt Nam nói là về bên đó ngủ không được, cũng đi về đó để ngủ hả? giống như tôi đi qua đây tôi đi giảng thì tôi đi ngủ hay sao mà? Giờ nào nó không ngủ tôi cảm ơn nó chứ. Cho nên quý vị hiểu vậy đó nha, mai mốt để biết cách mà dùng cái thân của mình. Nghe thầy nói rồi là mai mốt đừng có nghĩ tới cái ngủ, cũng đừng có nghĩ tới trái giờ, vì thời gian nó quý lắm.
Thời gian là vàng bạc mà mai mốt mình muốn chút xíu thời gian nó đâu có đâu. Cho nên cố gắng. Có nhiều người ngủ thấy thương lắm. Nhìn tôi mà tôi nói rồi, nhìn tôi trót đáo lát nó đi vào nào cũng mà tôi bắt đầu tôi giảm yếu xuống, tôi giảm dịu xuống để cho người đó ngủ. Không thấy ngủ tôi mới chọc cười, chứ tôi thấy ngủ là tôi để ngủ luôn. Cũng không vì thấy cái thân này nó vô thường, nó tạm bợ mà bi quan than thở rồi ngồi đó chờ chết, cầu giảng sanh. Tôi thêm vô câu đó. Chứ có nhiều người nói cái thân này nó đau khổ quá rồi ngồi đó để cầu giảng sanh, cái đó là ngồi chờ chết á. Cái đó gọi là sống qua ngày chờ qua đời. Nó không phải, tôi không phải tôi cái kiểu đó. Mà tôi nói kiểu đó tôi mất mối luôn. Cứ ngồi đó chờ chết ngồi chứ. Ý như mình ngồi thiền á, mình ngồi thiền là cho cái thân này nó an ổn rồi mình ngồi để mình chứng ngộ, mình chứng ngộ để mình đi phụng sự chúng sinh. Chứ không phải mình đi cái chỗ mình ngồi, mình kiếm cái chỗ mình ngồi xong mình tu mình chứng để làm gì? Ở đây không có cái vụ chứng, trong đạo Phật không có cái vụ chứng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng là để độ chúng sinh, còn mình đi kiếm cái hốc nào đó mình ngồi để mình chứng, chứng để làm gì? Để làm khúc gỗ à? Không cần chứng vậy. Cho nên ngày mai đi phát cho hôm lết là đúng rồi. Chứ ngồi làm gì? Cho nên lâu lâu phải làm cái chuyện đó để chi vậy? Để thấy rằng mình cũng biết thương nó, mình hơn nó là bởi vì mình nhận thức hơn nó là mình không có hút chích. Phải nói quý vị, nó như thế nào cả nó, bữa không biết cô nào hỏi thầy vậy chứ mình cho nó hút chích thì vậy là mình thấy mình có tạo nghiệp cho nó nữa không? Hỏi nó làm chi? Hỏi chứ là nó không còn từ bi nữa. Phải nó hút chích thì mình có tiền mình cho thêm nữa. Thì nó hút mình khỏi hút. Chứ lỡ không ăn uống nó bỏ hút tới mình hút sao? Không có đơn giản đâu, nghiệp của mình chưa có biết ngày mai mà. Mình thấy nó mình thương nó đi. Nhưng mà nhớ thương nó đừng có chơi chung. Chơi chung là chết chung. Biết cái thân này vô thường tạm bợ, phải cấp thiết, phải nhanh chóng lợi dụng cái thân này làm tất cả mọi việc hữu ích. Nhớ là lợi dụng làm tất cả việc hữu ích. Cho nên mình đừng có nói lợi dụng cái thân này mà lợi dụng thời gian mà cái thân này nó đang tồn tại. Công nhận trong đây thường dùng lợi dụng cái thân, thân của mình mắc gì lợi dụng nó. Cho nên là ngày xưa Hòa Thượng giảng cái từ rất là đơn giản bình dân cho những vị mà chưa từng học. Ông quý vị học nhiều rồi. Lo tu hành để mình được giác ngộ, giải thoát mọi cái khổ đau của cuộc đời và giúp cho mọi người xung quanh cũng được giác ngộ, giải thoát ra khỏi khổ đau giống như mình đã từng đau khổ vậy. Người sống được như vậy là người giác ngộ, biết đúng ý nghĩa về thân này và có cái thái độ sống hợp với đạo lý giải thoát. Đó là điều căn bản của người tu theo đạo Phật mà đã được học 8 điều giác ngộ. Rồi, bây giờ trong 8 điều giác ngộ, quý Phật tử có ai thấy cái điều nào cần chia sẻ? Vì trong ngày tu hôm nay thì sư cô trụ trì có lên là có 2 thời giảng, 2 thời học kinh đó. Còn 2 thời là thiền quán và chia sẻ. Nhưng thầy hỏi đâu có ai hỏi gì đâu mà chia sẻ. Rồi bây giờ học hết 8 điều rồi đó. Có người học có 2 điều thôi. Còn 6 điều nữa có hỏi thì giơ tay hỏi thầy nói. Rồi xin đưa cái kia lên bỏ nên tôi tưởng giơ tay. Tưởng sao dỗi dữ. Bây giờ dòm lại không phải. Rồi có quý vị nào đặt câu hỏi gì không thầy chia sẻ với quý vị. Còn nếu không có là thầy giảng, thầy tự giảng này nha. Tự giảng không hiểu là không có trách rồi nữa. Sao thầy cũng cho con hỏi à? Rồi, bữa nay mình học bài tóm tắt. Bây giờ bài tóm tắt 8 điều giác ngộ. Như vậy nếu mà chúng ta hiểu được 8 cái điều giác ngộ này thì chúng ta nhận ra được là
điều thứ nhất là Phật nói về vô thường, thân tâm và hoàn cảnh vô thường. Đây là một trong những pháp môn tu mà tôi nghĩ rằng người nào giác ngộ mà không hiểu vô thường thì người đó chưa có giác ngộ. Mà vô thường nó là một cái luật. Luật này được xem như là tuyệt đối. Một cái luật tuyệt đối. Vậy thì pháp của Đức Phật là tương đối, nghĩa là Đức Phật mượn cái phương tiện, nhưng mà luật mà Đức Phật nói tới là tuyệt đối chứ không phải tương đối. Như vậy, đối với một cái quy luật vô thường, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, nhưng mà giờ mình nói vô thường thôi, mình không có nói vô ngã. Nó hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tẩu. Bắt đầu nói tới cái tâm là nguồn ác trong thế giới vô thường này. Tại sao nói tâm là nguồn ác? Hình vi tội tẩu như thị quán sát tiệm đi sanh tử. Tâm là nguồn ác, mà thân là rừng tội. Quý vị thấy không? Tâm là nguồn ác, mà thân là rừng tội. Hai thằng này, thân và tâm kết lại thành tội ác. Tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Cái hình là cái thân, hình vi tội tẩu. Như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Tiệm chứ không phải là đốn nha. Tiệm ly sanh tử là từ từ ra khỏi sanh tử. Vậy thì cái người nào quán chiếu tâm là nguồn ác, thân là rừng tội, thì người ấy từ từ ra khỏi biển sanh tử. Nghĩa là gì? Tự mình khống chế được cái thân, tự mình kiềm chế được cái tâm. Tại sao thân là khống chế? Là bởi vì nó có cho nên chúng ta khống chế. Còn tâm chúng ta phải kìm nó lại thôi, đừng có để cho nó tuôn ra. Như vậy thì cái luật đầu tiên mà chúng ta học được điều giác ngộ thứ nhất, đó là luật vô thường. Đó là một quy luật tuyệt đối. Phật có ra đời hay không ra đời thì luật vô thường vẫn là tuyệt đối. Có sẵn rồi. Đức Phật chỉ thôi. Nghĩa là Phật chỉ cho chúng ta một quy luật: thành trụ hoại không, sanh già bệnh chết. Thành trụ hoại không, sanh già bệnh chết. Đây là một cái quy luật mà bây giờ mình hỏi sanh già bệnh chết là đâu phải là một đời một kiếp và là một loại chúng sinh đâu, mà vô số chúng sinh đều phải sanh già bệnh chết. Tất cả sự vật hiện tượng đều có thành trụ hoại không. Đây là một luật tuyệt đối. Nó là chân thường. Như vậy nó là chân thường nghĩa là nó tuyệt đối. Vậy thì nó tuyệt đối vậy là tất cả chúng ta hễ có sanh là có chết. Đơn giản vậy thôi. Cho nên đừng có một ai không học hành mà nói rằng con sanh về cảnh giới vô sanh. Đã nó có sanh về cảnh giới vô sanh, nó mô chịu không nổi của ta. Không có giác ngộ gì hết trơn. Thấy cái gì ngộ ngộ là đồ giác. Cho nên mình học cái là mình hiểu, là mình thấy rõ ai sai ai đúng thì tự hiểu thôi. Chứ mình không có chê ba chê mất công nó phí lời. Rồi, đệ nhị giác tri. Cái gì quên? Hả? Đa dục vi khổ. Sanh tử bì lao, cùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi, thân tâm tự tại. Anh thuộc chưa? Đa dục vi khổ. Anh phải bắt máy hãy như ca sĩ mà ta còn phải bắt lên cái đoạn rồi ta mới vô, anh thấy không? Thầy để con hỏi cái câu thường thường đó thầy. Rồi đâu? Tin mà hay dùng giang chữ Hán Việt của thầy. Nhiều khi đọc Hán Việt ra đó, như con á là 50+ tuổi rồi. Trời. Nhưng mà Hán Việt đọc cũng không hiểu. Nhiều khi không hiểu thì chữ dịch ra tiếng Việt, dịch ra nghĩa Việt thì đọc mình còn hiểu. Rồi tại sao Phật giáo Việt Nam mình không xài cái là không phải dùng cái chữ Việt ra để cho chúng sanh đều hiểu hết thầy? Thầy thì vừa bệnh thì hỏi. Ông làm khó thì không. Nhưng mà thầy hỏi như nè, lấy một ví dụ đi ha. Lấy một ví dụ là bây giờ chữ Hán đi, thầy nói chữ Phật đi ha. Bây giờ có một chữ Phật thôi, nhưng mà dịch ra là bậc giác ngộ.
thì anh nên dùng chữ Phật hay nên dùng chữ Bậc Giác Ngộ? Chữ Phật thì dễ hơn. Dễ hơn, tại sao anh kêu tôi phải dịch? Dịch quá. Dùng thế gian rồi xong mới dịch nghĩa lại thầy. Thì anh chưa hiểu cho nên tôi dịch, mấy mốt anh hiểu rồi anh khỏi cần phải dịch. Không học thì cấp sách đến trường đi học, tôi dạy từ hôm nay bữa nay có mấy cái chị mà. Hiểu rồi đó. Chứ anh cứ biểu tôi làm hết sao được. Giả sử giờ này chữ nếu mà tôi ghi ra chữ người giác ngộ này nha, người giác ngộ, chữ Phật dịch ra là người giác ngộ, mà người giác ngộ hoàn toàn nữa. Chữ Phật á, dịch ra là người giác ngộ hoàn toàn. Nhưng mà giờ nếu anh hiểu chữ Hán thì chữ Nhân này là người, chữ Pháp này là phủi sạch. Hễ con người nào mà tự làm sạch mình, người đó là Phật. Nó dễ hiểu hơn là người giác ngộ hoàn toàn. Rồi tôi ngồi đó tôi giải thích anh tôi mệt nữa. Chữ Hán nó vậy à. Còn chữ Tăng cũng vậy. Tôi không phải là tôi học chữ Hán rồi là tôi viết ra để mà tôi giải thích. Anh không học anh cũng không hiểu, nhưng mà anh không hiểu tôi mới giải thích, chứ anh hiểu tôi đâu có dám giải thích. Nếu như mà anh hiểu được chữ Tăng, nghĩa là ở đây là chữ Nhân, một con người. Còn cái bộ này chính là bộ thảo nè. Chữ Tăng là người học theo Phật, mà hãy xem mình, bỏ đi cái bản ngã của mình, xem mình như là cỏ rác vậy đó. Nhưng mà cái chữ này là chữ Điền nè. Chữ Tăng là ruộng phước điền. Nhưng mà bổn phận của chữ Tăng chính là cái mặt trời này. Cái nhiệm vụ của chữ Tăng là mặt trời. Hãy xem mình là hoa, là cỏ, là cỏ rác, đừng coi mình là cái gì hết. Nhưng phải hiểu rằng mình là ruộng phước điền cho tất cả chúng sinh gieo trồng. Và chư Tăng phải là người có trí tuệ mới là sự nghiệp giải thoát. Chứ không, chữ nó có nghĩa trong đó đó. Còn giờ mình nói Tăng, dịch ra Tăng là người theo học giáo pháp của Thế Tôn để giác ngộ. Nó dài thòn lòn, không hiểu luôn. Khó nói lắm. Học đi rồi anh biết. Không thấy tôi mở lớp chữ Hán tôi dạy cho. Tại con thấy dễ cho học sinh học thầy học không dễ. Lớn rồi mà cứ đòi học dễ không thì sao mà lớn lớp được. Ta phải học mấy cái khó để ta biết rồi mình lớn, mấy đứa nhỏ nó mới đòi học cái dễ cơ. Rồi. Đa dục phi khổ. Thế thì điều thứ hai chị muốn nói đến dục sinh tử bì lao. Vậy thì đa dục vi khổ, sanh tử bì lao, tùng tham dục khởi. Bắt đầu nói là thiểu dục vô vi thân tâm tự tại. Vậy là chủ yếu nhắm vào chữ dục. Vậy dục là gì? Dục là ham muốn. Vậy dục là ham muốn. Mà ham muốn có phải là một lực tuyệt đối hay là tương đối? Thấy không? Mạnh dạng nói coi. Tương đối hay tuyệt đối? Tương đối hay tuyệt đối? Hay nhịn đói? Tôi nói cái đó là để tôi khai mở cho quý vị đó. Nếu quý vị là một con người sống trong thế giới vô thường là luật của thời gian thành trụ vậy không? Thì đã nói cái này là luật tuyệt đối thì không thể nói cái này là tương đối. Hay là tuyệt đối? Vì nếu nó tương đối thì làm sao nó có thể tồn tại được chứ? Đó là một quy luật tuyệt đối để cho nó tồn tại. Nếu chúng ta nói là mình tu như thế nào đó, ghê gớm như thế nào mình không biết, nhưng mà quý vị cứ suy nghĩ đi. Nếu quý vị sanh ra mà không có con người để quý vị bây giờ lạc vô một cái khu rừng, không có con người, quý vị muốn tồn tại quý vị phải chiến đấu không? Tại vì cái loài, các loài là phải mạnh thắng yếu thua. Mình là con người chỉ cần rớt qua bên đó thôi, nó hả họng được là quốc. Tại vì trong vòng của nó là sanh già bệnh chết. Nếu nó không hề muốn sống nữa thì nó mới không ăn thịt mình, còn nó muốn sống nữa thì chắc chắn nó phải ăn thịt. Cho nên sự ham muốn đó là sự tồn tại của tất cả mọi sinh vật, dầu rằng động vật hữu vô tình hay là động vật hữu tình, chúng đều có sự ham muốn, ham sống, sợ chết.
Như vậy cái ham muốn này, cái dục này là người phải giác ngộ và thấy rõ. Bây giờ thầy hỏi quý Phật tử đang đi tu có ham muốn không? Muốn, ham muốn. Quý vị suy nghĩ vậy để quý vị mới thấy nó là tuyệt đối. Bây giờ Đức Phật nè, sau khi Đức Phật thành Phật rồi, Đức Phật có muốn là đem cái giáo pháp của mình truyền khắp cho chúng sinh không? Không. Nếu không có thì ông đi bốn kinh đâu. Thầy, sao trong kinh có nói là khi thầy, khi Đức Phật đã được chứng được quả chánh đẳng chánh giác thì ngài muốn cơ là các bạn, nhưng mà là nhờ có vị chư thiên trời để thích xuống xin Phật để thay thị cho chúng sanh, thì Phật mới dùng cái phương pháp của thế gian để khai mở cho chúng sanh. Chứ không biết con nghe kinh nó có đúng không thầy, nhưng mà trên là con nghe như vậy thầy. Đúng rồi, anh nghe như vậy là anh không có sai, nhưng mà kinh đó chưa có đúng. Tại vì anh biết sao mà tôi dám nói là anh nghe thì không có sai, nhưng mà tôi nói cái đó không đúng. Lý do nào? Đức Phật vì đâu mà ngài đi tu? Vì không phải vì chúng sanh, trước hết là vì mình trước hả? Rồi. Bây giờ hỏi là tu ha. Tu vậy là lấy cái gì để làm nền tảng của sự tu? Động lực nào để mình tu? Tại sao để mình tu? Đúng không? Nếu mình vì mình có nghĩa là tự giác, đúng không? Mình tu nghĩa là mình tự giác để mình làm sao cho mình hết khổ, đúng không? Làm sao cho mình hết khổ, đúng không? Gọi là tu để cho mình hết khổ, đúng không? Nếu mà không có chúng sinh cùng với mình sanh ra trong cuộc đời không có chúng sinh với mình thì sinh ra không có hết khổ đâu. Thầy có giảng cái đĩa cậu bé rừng xanh bữa anh có đi học không? Anh không có qua thầy các bài học phải không? Thì tôi biết là anh ngây thơ như cậu bé rừng xanh luôn. Nếu anh rơi vào trong rừng anh có thể hết khổ được không? Không. Giả sử anh là một cái chúng sinh nào đó ở trong rừng, anh hết khổ được không? Anh luôn luôn phải đấu tranh đấy. Tại vì sự sống cho nên luôn phải đấu tranh. Anh tốt phước anh sanh làm con người, cho nên là bây giờ anh được tốt phước anh sanh ở Mỹ nên anh không làm luôn cho anh ăn. Không cho anh phải không? Ăn cơm phê. Thầy với anh muốn tội điều gì sắp lâu rồi, tránh giữa lại đi làm cho tôi không hay đói. Không hay đói hả? Ồ, tôi đâu biết, tôi nghe giang hồ nó đồn, không làm gì. Như vậy thì anh cứ nghĩ tu là có nghĩa là tự giác, là mình hết khổ. Nhưng mà thật sự thật không như vậy. Để mà nói anh hết khổ thì câu hỏi được đặt ra là làm sao anh hết khổ? Anh sẽ không có câu trả lời. Giả sử như bây giờ trong đạo Phật anh tự giác là không làm gì hết, anh đi xin anh khất thực, đúng không? Mà nếu không có con người làm, ai cho anh? Còn nếu không có con người thì anh hết khổ. Vậy thì khổ này ở đâu ra? Cho nên mình nhìn á, nói thì dễ lắm, chứ còn mình đem mình phân tích mình hiểu á, thì rõ ràng người trí thấy cái đó là cái phương tiện, nó mâu thuẫn ở trong đó đó. Nó không phải vậy. Bây giờ Đức Phật thành Phật rồi, nghĩa là Đức Phật thành Phật rồi, mình không nói động lực đó đi, rồi giờ mình cứ tin tưởng 100% gì đó là tự giác và hết khổ ha. Hết khổ là bởi vì xa lìa hết dục cho nên hết khổ. Nghĩa là hết khổ là hết dục. Hết khổ là hết dục. Vậy thì câu hỏi này, cái dục này nó là phải là cái cảnh không? Cái cảnh nó dục cho nên là cái cảnh đó, cái chúng sinh đó thì vô minh cho nên khởi dục. Bây giờ chúng sinh nó có trí tuệ cho nên hết dục. Vậy trí tuệ này ở đâu ra? Cái trí này ở đâu ra? Tu phải đủ mới được. Thì mình dùng cái chữ tu, nhưng mà tu cái gì? Anh hiểu không? Nếu không có chúng sinh. Rồi bây giờ mình nói giác tha nè. Giác tha thì bắt đầu mình mới đi tìm tới chúng sinh nè, biết không? Giác tha có nghĩa là mình tự giác rồi mình mới giác chúng sinh nè, đúng không? Giác tha. Như vậy giác tha này là cái này là mình tự độ, là mình hết khổ. Giờ giác tha là làm cho chúng sinh hết khổ, đúng không?
cái này mới gọi là Phật nè. Cái này mới gọi là Phật nè. Nhưng mà đã nói giác tha thì không thể nói Phật, vì Phật là không còn khởi niệm nữa. Cho nên để độ cho chúng sinh thì gọi là Bồ Tát. Tám điều giác ngộ này là Bồ Tát. Phật có nghĩa là cái tâm Phật là không sanh không diệt, thì sao Phật nghĩ giác đó. Cho nên nói đây là hiện thân Bồ Tát. Quan Thế Âm Bồ Tát tự nhiên sanh ra đây, từ pháp mà quá sanh, để cho nó hợp lý với cái giáo lý không sanh, cho nên mới sanh ra chư Bồ Tát này đây. Chứ mà Đức Phật đã hết dục rồi là hết niệm, hết niệm là trở về với con số không, mà con số không thì làm sao độ chúng sinh, cho nên mới sanh ra cái chuyện mà chư thiên hiện ra thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Chứ cái đó có là tôi nói đó. Thì anh cứ có đi. Còn cái vấn đề quan trọng là mình phải suy nghĩ để hiểu. Suy nghĩ để hiểu. Một khi mà tôi đạt được cái này rồi là tôi không còn gì nữa hết, thì anh xin làm sao mà tôi có tôi cho chứ. Cũng giống như giờ anh không còn cái thứ gì hết, tôi tới tôi xin anh có anh cho không. Đức Phật đã không còn niệm nữa, Đức Phật đã không còn khởi nữa, Ngài chiến thắng hết rồi, cái trí tuệ của Ngài là vô sanh rồi, thì làm sao có cái chuyện mà thằng nào nói được nghe nữa. Cho nên mình cái quy luật á, mình loại suy á, thì mình suy nghĩ cho nó tường tận, để mình nghĩ rằng mà cái luật tuyệt đối đó là luật vô thường. Vậy thì hỏi rằng Phật còn cái thân không? Ngài Phật còn cái thân cho nên Ngài còn chứng đắc đúng không? Ngài Phật còn cái thân chứng đắc, nghĩa là còn cái thân là còn thọ dụng đúng không? Còn cái thân là còn thọ dụng. Hả? Thì còn thân. Còn cái thân có nên là còn thọ dụng, là còn cái thân này là động hay là không động? Động. Động. Ngài chứng được cái không động, nhưng bản thân Ngài có động không? Động. Vậy thì bây giờ Ngài, mình nói Ngài tu là Ngài hết khổ rồi. Thì bây giờ cái quan trọng thứ hai của Ngài là cái động lực mà Ngài đi tu là vì thấy chúng sinh cho nên Ngài đi tu. Thì cái động lực này mới là Bồ Tát, Ngài mới bắt đầu bỏ nè. Tại vì muốn độ chúng sinh cho nên Ngài mới bỏ cái dục này nè, chứ không vì độ chúng sinh thì Ngài đâu bỏ dục này đâu. Ngài thấy chúng sinh đau khổ cho nên Ngài mới đi tu. Thì điều đầu tiên của mình là mình biết bơi để mình độ chúng sinh đó. Chứ còn nói là chư thiên hiện ra để độ Đức Phật, thì đó là cái cách viết, cách nói, cách dàn dựng để cho một tác phẩm logic thế thôi. Anh được đấy. Nếu mà nói giác hạnh viên mãn là ta và người đều được thành tựu viên mãn hết, thì cái này được gọi là Phật đã tu chứng. Vậy là Phật là bậc giác. Cái giác mà Đức Phật dạy là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Vậy hỏi Phật đã độ tất cả chúng sinh chưa? Phật chưa độ hết tất cả chúng sinh, tại sao Ngài nhập Niết Bàn? Tại vì cái này nè là luật tuyệt đối nè. Tại cái này là một quy luật tuyệt đối. Mà lòng ham muốn của chúng sinh cũng là quy luật tuyệt đối. Phật đâu có thay hết chúng sinh đâu. Trời ơi, cứ giúp nó cái này, cổng cho nó dùm bao lúa, nó quất hai bao gạo. Làm dùm nó một chốc, nó mở hai tiệm mới. Nghĩa là chúng sinh đâu có dừng lại. Làm sao đổ hết chúng sinh được? Cho nên dùng cái câu mà địa ngục vị không thể bất thành Phật. Không lẽ vẽ lại bản đồ nãy nữa chứ thiệt. Bản đồ trong tròn á. Cái anh thấy cái này à. Nghĩa là mình phải hiểu được một cái quy luật, để cho mình biết rằng là cái mà mình học kinh với cái mà mình hiểu kinh là hai thứ khác nhau. Hồi nhỏ tới lớn anh học nhưng mà anh chưa có hiểu. Giống như ta học tấm cám vậy đó. Rồi học thạch xanh rồi học gì nữa. Ngày xưa mình có ai nhổ tre dược thuộc thánh giống. Cái vấn đề quan trọng là mình học hồi nhỏ mình kể những câu chuyện vậy, chứ thật sự ra là khi mình hiểu được thánh giống có không, nhổ tre cởi ngựa sắt về trời có không, đó là cái mà mình phải học. Ẩn dụ ở bên trong, ý người ta muốn nói cái gì, tác phẩm này viết ra để làm cái gì, cho nên kinh Phật hiện ra để làm cái gì, phải biết chứ không mình không biết là trở thành một cái gì đó nó ghê gớm lắm, là bất ổn nhân sự.
Rồi cái thứ ba là gì quên rồi. Đệ tam giác tri, tâm vô yểm túc di đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác Bồ Tát bất nhĩ. Nào lấy cái câu cuối cùng là duy tuệ thiện nghiệp. Thấy không? Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là trong đạo Phật chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của người giác ngộ. Không có trí tuệ là con gà này không có mỏ, không bao giờ ra khỏi cái vỏ trứng. Chỉ có trí tuệ là sự nghiệp, cho nên đạo Phật là đạo từ bi, mà giải thoát phải là giác ngộ. Đạo Phật gọi là đạo từ bi, nhưng mà giải thoát thì phải là trí tuệ. Còn từ bi thì bạn chỉ là người mến đạo thôi, chứ bạn không phải là người giải thoát. Cho nên giờ này họ lầm tưởng hai cái này. Họ cứ sống bằng cái tâm là giúp đỡ người này, mình tốt với người kia, mình làm với người nọ, là mình cảm thấy mình từ bi dữ lắm rồi. Mình làm tất cả những cái hạnh Bồ Tát. Dạ, Bồ Tát từ bi đúng. Nhưng Bồ Tát này là Bồ Tát sơ phát tâm thôi, không bao giờ lên tới những quả vị cao của Bồ Tát. Cái tâm Bồ Tát, tâm từ bi để thương yêu độ tất cả chúng sinh là đúng. Nhưng Bồ Tát đó không có trí tuệ, là Bồ Tát đó vẫn ở trong sanh tử, là Bồ Tát tại gia thôi. Người xuất gia mà không có trí tuệ thì cũng là Bồ Tát tại gia, không phải là người xuất gia, gọi là cư sĩ trọng. Cư sĩ cao đồng. Cái này là nói rõ nha. Mang hình tướng người xuất gia mà không hoằng truyền được chánh pháp, đi làm ba cái chuyện từ thiện từ bi không, thì người đó cũng là cư sĩ trọng, không phải là chư tăng. Vì chư tăng có một nhiệm vụ duy nhất là hoằng pháp vi gia dụ. Nhiệm vụ của chư tăng chỉ có nhiệm vụ hoằng pháp, chứ không phải là nếu không là mời Phật pháp đi tới đâu. Chư tăng, chư ni là con ruột của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhiệm vụ của chư tăng chư ni là đem Phật pháp vào trong cuộc đời và không để Phật pháp mất. Còn bây giờ chư tăng chư ni mà ngồi niệm Phật giảng sanh hết thì Phật pháp đi gì đó? Đó không phải là người xuất gia. Cho nên nhiều người không chuộng cái việc học. Cả chư tăng chư ni hay bất cứ người nào cứ ngồi tu để giải thoát, thì cái đó rõ ràng đó là cư sĩ chạy trốn đời, chứ không phải là người tu giải thoát. Thật sự không phải đệ tử Phật tu cái kiểu đó, lẩn quẩn trong dòng sanh tử không ra. Dầu rằng nói cỡ nào đi nữa, tôi vẫn chấp nhận và dám khẳng định bảo vệ luận án tiến sĩ cho cái người đó là nếu anh không có trí tuệ là tôi tin chắc anh không bao giờ ra khỏi. Anh cho 100 người phản biện lên, tôi sẽ nói cho. Tại vì trong đạo Phật chỉ có trí tuệ là sự nghiệp giải thoát thôi. Đức Phật đã ban cho cái người đệ tử Phật là hành trang trí tuệ, không còn một loại hành trang khác. Tất cả những hành trang khác đều là phương tiện, vì lòng từ bi mà Đức Phật mở đường phương tiện. Nói từ thấp đến cao, nói cái gì cũng được, vì đạo Phật là đạo từ bi, Phật không bao giờ gạt ai hết. Nhưng nhớ cho rõ, không có trí tuệ là không giải thoát. Có ai phản đối gì không nè? Thế thở dài cho bộ ước hay. Thầy, dạ mời con. Như đa số cái người phương Tây, dạ, người ta tìm hạnh phúc, người ta đâu có cần, người ta không đòi hỏi phải giải thoát. Phước báo trời người, gọi là phước báo nhân thiên. Trong cái bài sám hối mình có nói, không cầu phước báo nhân thiên. Người đệ tử Phật không cầu phước báo nhân thiên, nhưng mà chúng ta vẫn làm thiện, vì đạo Phật là đạo từ bi. Cho nên chúng ta sẵn sàng làm hết tất cả mọi thứ vì lòng từ bi của Đức Phật. Nhưng nhớ, cho nên thầy mới nói là thầy vẫn lo cho đệ tử ăn học đàng hoàng. Nhưng nhớ là lo cho đệ tử ăn học, nhưng sư phụ phải ăn học hơn đệ tử. Trong đạo Phật không cho phép hy sinh cho đệ tử ăn học, mình phải học giỏi hơn đệ tử. Còn cha mẹ ở ngoài đời thì có thể là hy sinh cho con mình ăn học, nhưng trong đạo không được phép điều đó. Thầy phải giỏi hơn học trò, không được quyền học trò giỏi hơn thầy. Tại vì mình dạy nó mà mai mốt nó giỏi hơn mình là nó ngược đời đâu.
Cho nên ông thầy không bao giờ được dở hơn học trò mình. Thì cái đó mới đúng là người xuất gia. Người xuất gia là không cho phép học trò qua mặt mình. Nó học cái gì nó học được, không bao giờ nó qua mình. Dầu rằng nó có tiến sĩ cái gì này nhỏ, nhưng mà giáo trình, giáo kinh điển nó không bằng mình. Tại sao vậy? Nó lo nó đi học ở đời mình, nhà mình học hết kinh điển. Mới mốt cái điều gì thôi, tao chỉ lắm. Chứ không gì đó. Nghĩa là nó đi học ngoài đời, dầu rằng nó có giỏi mà giỏi ngoài đời. Cho nên Hòa Thượng tôn sư của ta, những hàng đệ tử có thể là nhiều cái bằng cấp tiến sĩ giáo sư, nhưng với Hòa Thượng là các vị đó phải quỳ xuống, mọp xuống, cúng dường mà lại. Tại sao? Trí tuệ Hòa Thượng quá siêu phàm, đâu có dễ một người học trò giáo sư lại hơn Hòa Thượng đâu. Quý vị hiểu cái gì đó chưa? Chỉ có trí tuệ mới làm thầy thì... Đại tứ là gì vậy? Giải đãi trị lạc, thường hành tinh tấn, phá phiền não ác, tội phục tứ ma, xuất cấm dưới ngục. Phải không? Thấy không? Anh động câu rồi tôi làm hết. Hả? Tôi mới học nãy mà. Như vậy thì ở đây chúng ta nói là phá phiền não ác để xuất cấm dưới ngục. Vậy thì ra khỏi phiền não. Ở đây nói tới phiền não. Chúng ta có bốn loại ma. Phá phiền não ác, xuất ấm dưới ngủ. Vậy là ra khỏi ngủ ấm. Vậy ngủ ấm cũng là phiền não. Mà mấy hôm nay, bữa nào học tôi cũng hướng dẫn quý Phật tử thiền. Và tôi đã viết một tác phẩm về tâm. Và tôi nói là tôi có khởi ra một niệm, mà tôi cho niệm đó là tâm của tôi. Bắt đầu niệm đó tôi vay mượn hơi thở. Mà hơi thở là hư không, thì cái tâm của tôi đồng với hư không. Thì bắt đầu tôi hít vào thì không khí nó vào trong cơ thể của tôi. Và bắt đầu tôi đi vào trong sắc uẩn, là bắt đầu phiền não nó sanh ra. Phiền não nó sanh ra là bởi vì tôi biết rõ ở bên ngoài tôi rất lớn như hư không, nhưng khi tôi khởi ra một niệm tôi mượn hơi thở là tôi, là mạng sống của tôi, thì lúc đó tôi hít vào và bắt đầu nó bắt tôi phải thở ra. Thì khi tôi không muốn thở ra thì nó vẫn phải thở ra. Đó là một quy luật vô thường. Một quy luật vô thường. Cho nên phiền não này nó có mặt là bởi vì tôi chưa hiểu được quy luật này. Cái thân tôi bệnh, tôi phiền não là bởi vì tôi chưa hiểu được quy luật sanh già bệnh chết này là bình thường. Đến một lúc nào đó chết tôi sợ hãi là bởi vì cái phiền não sợ hãi đó là do tôi chưa hiểu quy luật vô thường này. Trước khi tôi hiểu quy luật vô thường này rồi thì không còn gì phiền não và sợ hãi đối với tôi. Vì đó là quy luật. Cho nên hơi thở là mạng sống. Nhưng mà hơi thở này tôi nói với quý vị là tứ chúng đồng tu. Bây giờ phiền não này nó có bốn loại: nội ma, ngoại ma, tử ma và thiên ma. Thì ở đây cái phiền não thì gọi là ma. Phiền não này gọi là ma. Nó làm cho chúng ta không thấy tự tánh Phật của mình. Vậy thì cái nội ma này là cái ngũ ấm. Năm ấm gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy trong cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức này thì quý vị sắc uẩn là một, sắc uẩn là thân, thọ tưởng hành thức là tâm. Vậy thì bây giờ cái nội ma này chính là phá ấm giới ngục. Đây là ngục tù để giam giữ chúng ta. Vậy thì hỏi bây giờ hơi thở là cái gì? Tôi nhận thức được tôi đang mượn hơi thở. Tôi đang mượn hơi thở để tôi hít vào. Vậy là tôi hít vào đâu? Tôi mượn hơi thở, tôi đi vào trong sắc uẩn. Vậy hơi thở là gì? Hư không. Vậy thì cái mạng sống của chúng ta nó nằm ở hư không, nó đồng với hư không là không sanh không diệt. Do chúng ta khởi ra một niệm, cho nên từ Phật tánh là hư không, ta chuyển thành một hơi thở để đi vào trong sắc uẩn nhỏ bé với ngay cái lá phổi nhỏ bé đó. Được chưa?
Thì hiểu ý này không? Rồi bắt đầu khi nó vô trong đây, nó kết hợp là cái thọ này, cái không khí này đang lạnh hay đang nóng, hay đang không lạnh không nóng. Để rồi cái hơi thở này đi vào trong sắc uẩn này, nó sanh ra một cảm thọ như thế nào? Dễ chịu hay khó chịu? Và khi chúng ta hít thở vô thì cái thân này nè, liệu nó thấy vui hay buồn khi nó vừa ý hay không vừa ý? Vậy thì bắt đầu ở ngay chỗ này nó sanh ra một cái gọi là ý, để nhận biết rằng toàn thân tôi thở vô, toàn thân tôi thở ra, tôi cảm nhận được hơi thở đang vào trong cơ thể của tôi. Vậy là cái nào cảm nhận? Tưởng. Trong lúc nó cảm nhận rồi thì bắt đầu nó cảm thọ là nó hít vào yên ổn hay không yên ổn. Và nó hít vào tới đâu thì hành ứng là cái thằng báo cho nó biết là tao đang đi tới đâu. Hơi thở bắt đầu chạm vào lỗ mũi, hơi thở đi lên tới đỉnh đầu, hơi thở chạy ra tới bên sau, hơi thở trùm khắp cơ thể, hơi thở ngưng lại. Đây là quá trình hành ứng. Nhưng ai điều khiển nó? Thức. Thức điều khiển hơi thở đi vào trong sắc uẩn để cho biết rằng cảm thọ của sắc uẩn như thế nào và cảnh tượng đau khổ hay an lạc ra làm sao. Bốn thằng này đồng tu thì gọi là tứ chúng đồng tu. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Họ nói tôi chưa hiểu bốn chúng đồng tu, tôi tưởng là u và tắc u và đuôi có trong này luôn. Tỳ kheo ni u và tắc u và di là tứ chúng đồng tu. Nhưng tôi suy nghĩ lại là tứ chúng không đồng tu được, tứ chúng đồng gây thì được, gặp nhau là gây lộn thì được, mà biểu đồng tu rất là khó. Vì bản thân mình còn nói mình chưa nghe, làm sao mình nói người khác nghe được? Nói trước, dạ dạ, ra sao không làm? Mình đi làm luôn, sân hận ngu đó chị. Như vậy thì thọ tưởng hành thức là bốn phần tâm của mình, mà tâm này là danh, danh này nó đang bị cái sắc uẩn giam nhốt nó. Cho nên cái tưởng này nè, nó muốn được thần thông diệu dụng, nhưng cảm thọ này nó nói tao đau quá mày thả tao ra, chứ không tao đập mày bây giờ, ở đâu mà thần thông cái gì. Hai thằng này nó ngồi gây lộn nha. Cho nên hồi trưa tôi có nói cái đoạn này, tôi nói khi con khởi ra một niệm tưởng, con lại thấy rõ cái thọ của con nó đang đau, thọ con nó đang đau ngay cái chân của con, và tưởng con nó nói rằng thọ ơi anh hãy ráng chịu đựng một chút xíu nữa, Phật đã ngồi 49 ngày mà ngài còn có thể ngồi được, mình ngồi chưa được 49 phút thọ ơi. Thằng tưởng này nó liên tưởng về quá khứ, nó liên tưởng về Đức Phật để nó khuyên thằng thọ này mày ráng chịu đựng nha, ráng nhẫn nại nghe thọ, cái chân này sắc uẩn mày cho tao mượn, ráng chịu đựng chút đi. Thì hành ứng nó nói là tao đi ngay chỗ đó không được, tao bị ứ lại ngay chỗ này bầm tím xanh lè. Thằng thức đó nó đúng rồi đó tưởng ơi, nó giật giật mày ơi. Ba lần này nó quýnh thằng tưởng, thì tưởng giờ này giàu rằng có lạc đi cái đường khác cũng phải lôi về và bung cái chân ra. Hiểu hiểu chưa nè? Chứ có nhiều lúc mình tự gạt mình lắm á chứ. Mình gạt mình là để gì? Mình nghĩ tới cái chuyện khác để cho hết đau. Nhưng mà thật sự lát nữa nó cũng nói là tao đau quá mày đừng có gạt tao nữa tưởng ơi. Mày tưởng mày ngon hơn người khác hả tưởng? Thọ đó nói mày tưởng mày ngon hơn người khác hả tưởng? Cho nên thằng Hành này nó đi không được, nó cái chân phù ra rồi kìa ở đó mà. Cái lưng cong là rồi. Và cái thằng Hành này nè, nó cái thằng thọ này nó nói tao ráng tao chịu, tao ráng tao chịu, tao ướt cái hơi tao trong này, mày hít vô đi, hít vô đi tao ngưng lại cho. Thằng Hành nó nói tao kết hợp với thằng thọ tao ngưng lại cho, tưởng mày nghĩ tới chỗ khác đi, để tao để cho mày đi tới đâu tao ủng hộ mày. Cái thằng Hành nó ủng hộ cho thằng tưởng đi, cái thằng thọ ở đây nó nói tao chịu hết nổi rồi, cái sạc cái ào cái ho cái đùng. Mọi người đang còn ngồi thiền nó hô quá trời. Hình thức nó nói đáng đời mày chưa, tao nói mà mày không nghe. Tôi ngồi trong đó, tôi ngồi trong đó tôi quát chiếu mấy thằng này, nó nói chuyện rùm hết trơn. Đó không quý vị? À, quý vị vô trong đó rồi quý vị mới thấy là nội ma của mình. Vậy là chiến thắng mình là chiến thắng quanh liệt nhất. Mình lo mình sắp xếp mấy này. Cho nên là quy luật mâu thuẫn,
quy luật mâu thuẫn là bản thân chúng ta có hai mảng của một vấn đề, muốn và sợ. Ai sợ? Cái thằng thọ nó ngồi lì thì thằng tưởng nó sợ. Chứ có nhiều lúc lì dữ lắm, có nhiều người nó lì dữ lắm, người sống cũng còn sợ nó, đừng nói người khác. Trời ơi, nó lì, quánh nó cái âm, cái nó đứng dậy quánh đi nữa, quánh nó âm, đứng dậy đi nữa, thôi mấy thằng lì chỗ đó, mình cũng phải sợ luôn. Nhưng là gì, cái cảm thọ của nó đứt dây thần kinh rồi. Nhiều người nó cũng đứt dây thần kinh mắc cỡ, trời, nó không còn biết mắc cỡ gì hết, gọi là vô tàm, vô quý. Chứ không phải mình nghĩ là đơn giản là không có năm ấm là nội ma. Nhưng mà rồi ngoại ma là gì? Ngoại ma là xâm la vạn tượng. Xung la vạn tượng có nghĩa là trùng trùng duyên. Ngoại ma là tất cả các cái duyên, mà không phải duyên ở ngoài là ma không, mà do cái duyên trong nó thích duyên ngoài nữa chứ. Mấy này nó đồng lõi với nhau là sao cũng lại. Giờ thầy hỏi quý Phật tử nè, giả sử như quý Phật tử đang đói, trong cơ thể của mình sắc uẩn mình nó đang đói, nghĩa là nó thiếu, nhưng thọ uẩn của mình nó nói rằng đói phải chịu đựng, dầu rằng đói mấy ngày cũng phải chịu đựng. Thì cái sắc uẩn này nè, nó nói tao đói quá rồi, giờ mày chịu đựng cái gì nữa tao hiểu. Thì lát xỉu lấy nước tưới lại, đói, vẫn còn đói, nhưng mà tỉnh lại. Như vậy thì bây giờ nó gặp cơm, hay là nó gặp hủ tiếu, thì liệu nó có tu được không? Mà nhất là mình ngồi thiền trên đây mà nó trễ giờ mà nhà bếp nó kho muối quẹt, nó ung lên nữa. Ngồi đây chịu nổi không? Nghĩa là ngoại ma nó cấu kết với nội ma, nó làm cho người ngồi thiền yên không? Cho nên quý vị ở nhà đó, quý vị ở nhà mà quý vị tu mà người thân của mình mà ủng hộ mình á thì người ta đỡ, còn người ta không ủng hộ mình á, ngồi thiền nó bỏ đói cho mình ngồi, nó thấy ông tu đi, ông tu ông thành Phật đi rồi ông biết tôi cái xuống dưới chiên nướng. Cái này ngồi được không? Trời ơi cái mùi đó nó xông lên mà lo mà chạy chứ hả? Chạy xuống ai biết anh chạy đi đâu. Cho nên là cái câu chuyện mà con chó nó chết giữa sông, nghe câu chuyện đó chưa? Đó, chính cái câu chuyện đó là nội ma với ngoại ma. Con chó nó tu bên chùa, nó đời trước nó tu rồi, đời này nó sanh làm con chó ở chùa này hai con. Thì nó nói thiệt cho quý vị á, ở chùa mà tu nuôi con này con kia là đời trước nó tu rồi đó, chứ không là nó bỏ mình nó đi rồi, đời trước nó tu rồi cho nên đời này nó tái sanh nó lại. Nó làm con chó ở chùa, ông sư phụ cũng dạy, trời con chó nó khôn dữ lắm. Nhưng mà chùa gần bên sông, cái bắt đầu buổi chiều cái bên kia nó làm thịt nướng, cái gió nó bay qua, cái chó nó ngửa cái nhảy sông lội qua bên kia. Cái ông sư phụ cũng kêu lại, ông sư phụ cũng kêu lại, cái nó lội vô, nghe sư phụ kêu nó lội vô, cái nó vừa lội lên bờ xong cái bên kia ngửa cái sư phụ đi vô, cái nó bay qua, cái nó lội qua bên kia, gần tới bên kia cái sư phụ kêu cái nó lội trở lại. Cái bên kia thôi quá, cái nội lộn quà cường lăng nó chết giữa sông. Và cái người tu cũng giống vậy. Cái người tu cũng vui thì tu, buồn thì nghỉ. Tự nhiên tu đắp đổi ngày qua tháng lại tới lúc già rồi. Giống như con chó chết giữa sông. Vậy làm sao, cách nào để không có như vậy? Anh hỏi tôi cho nên anh còn ngồi đó. Tôi khỏi cần trả lời thì tôi tại đứng đây. Tại vì anh còn ngồi đó cho nên anh lưỡng lự. Giờ anh biểu làm sao tôi biết làm sao. Giờ anh nói cái kịch đi cái tôi cạo đầu liền. Anh phải quyết tâm thôi. Một là qua bên kia, hai là ở bên này. Chứ anh đừng ra chơi là anh ở đầu sông em cuối sông. Cho nên là có nhiều người là tu ẩm ờ lắm, tu không quyết tâm. Có nghĩa là cứ cà tên, lúc muốn tu dữ lắm luôn, học hiểu được rồi là phát tâm tu dữ lắm, nhưng mà sau đó rồi đâu đó quên hết trơn, rồi bắt đầu nhiễm đời trở lại. Cho nên tắm gần chết nó rồi nhảy dưới nữa, leo lên tắm gần chết nhảy xuống nữa, thôi để mình thú quắc luôn rồi. Là bốn cái loại ma này, mà tôi nói có con ma này chỉ có đi đến cái chỗ chứng đắc thì con ma này mới xuất hiện, chứ còn không phải bình thường mà mình thấy được con ma này. Nói thì nói chơi, nó cho mình mấy con ma nhập vô mình à, gọi là phá mình chơi vậy đó. Cho nên hồi sáng tôi có nói là nếu ai mà cảm thấy người thân của mình, tự nhiên ông chồng mình mỗi ngày sao dễ thương lắm, tự nhiên bữa nay mất dịch cũng dễ chửi mình lung sùm trời đất rồi ta,
thì mình biết rằng không phải là ổng chửi mình đâu, mà không phải là ngoại ma chửi mình, mà là con tử ma nó nhập vô, ổng bữa nay ổng bị khùng. Mình biết ổng bị tử ma, bị tử ma nó nhập vô, ổng nghiệp của ổng mà. Cho nên mình tình thương vậy đó, mà không phải là, không phải mà ông chồng cũng chửi mà tự nhiên bà vợ bà chửi. Mới đi làm về tự nhiên sao bà chồng úp xung rồi đó, cái quay qua lại mới biết là à, sáng nắng chiều mưa. À, điều giác ngộ thứ năm là gì vậy? Ngu si sanh tử, Bồ Tát thường niệm, Quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài, giáo hóa nhất thiết, tất dĩ đại lạc. Vâng. Vậy là ở đây muốn nói tới ngu si sanh tử thì mình rút lại cái chữ vô minh. Nếu ai mấy bữa nay chưa học thì bây giờ mình vẽ lại cái vòng này để nhắc nhở những người đã chưa học, thì bữa nay cũng có duyên học phần kết luận, cho nên quý vị học ngay cái chỗ vô minh này. À, ai đã học rồi thì bây giờ ôn lại một chút. Dễ bị xấu dữ. Tính ra làm họa sĩ mà dễ kiểu này tôi nghĩ luôn. Không lẽ nó đói dữ thế. Khi đói cái tay rung mà không ơ. Bây giờ chúng ta cảm nhận được là bắt đầu trong vòng 12 nhân duyên thì từ số 1 đó là vô minh. À, vô minh. Đó, điều giác ngộ thứ 5. Ngu si sanh tử. À, địa thứ 2 là vô minh nó duyên với hành. Hành nó duyên với thức. Thức nó duyên với danh sắc. Danh sắc nó duyên với lục nhập. Ráng học thuộc đi quý vị. Thầy lặp lại nhiều lần mà quý vị không thuộc là buồn lắm. Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thọ. Thọ duyên ái. Ái duyên thủ. Thủ duyên hữu. Hữu duyên sanh. Sanh duyên lão tử. Sầu bi khổ u não. Vậy là cái đồng hồ bây giờ là 10:10. Nó đang chỉ 10:12 cái nó đi ngay trong chỗ hả thằng. Rồi cái thằng cục nó chỉ số 10. Rồi cái thằng dài nó cũng chỉ ngay số 10. Như vậy thì chúng ta thấy là ngay trong giây phút này tôi vẽ cái vòng 12 nhân duyên thì tất cả quý vị còn đang chấp vào cái sở hữu của mình. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta muốn tu mà ra khỏi cái vòng vô minh này để tìm con đường giải thoát thì chắc chắn người tu phải học. Tu mà không học là tu mù. Văn, tư, tu. Như vậy văn, tư, tu và tư để giải quyết sanh. Văn để học, để giải quyết lão tử, sầu bi khổ ưu não. Học càng nhiều thì mới có khả năng giải mã được sanh tử này. Nhưng mà giải mã thôi nghe, chứ chưa ra khỏi được đâu đó. Người học rộng, hiểu rõ con đường sanh tử, bị sở tri chướng. Học nhiều, nhưng mà vẫn là ở trong vô minh. Vì sao vậy? Vì hiểu sanh tử chứ chưa ra khỏi được sanh tử, không có đường ra. Phải tư duy để diệt tất cả các pháp do duyên sanh, rồi tất cả các pháp do duyên diệt. Thì cái duyên này nè là cái mà tất cả chúng sinh phải hiểu rằng hễ có sanh tất phải có diệt. Có nhiều người hiểu nhưng không tu được. Đây là bộ ba văn tư tu. Hỏi tu là tu cái gì?
tu là diệt trừ cái sở hữu. Thái tử Tất Đạt Đa đã ra khỏi cung vàng điện ngọc, đã ra khỏi vợ đẹp con ngoan, cho nên cái đó là ngài mới có tu thôi. Ngài mới có tu là ra khỏi cái sở hữu đó thôi, chứ chưa chứng đắc gì hết. Mà bây giờ quý vị ra còn chưa được nữa, vậy là quý vị biết tu chưa? Chưa biết tu nữa mà đòi giải thoát, cái này có lúc dễ chết. Rồi, hữu là tu. Bây giờ tới gì nữa? Tính, nguyện, hạnh. Tại đối với tôi, niềm tin, sau đó phát nguyện rồi mới thực hành cái nguyện đó. Cho nên theo tôi thì tính, nguyện, hạnh. Còn có người đọc là tính, hạnh, nguyện, được chứ không có không. Nhưng đối với tôi tính, nguyện, hạnh nó mới đúng. Vì bạn càng tin chừng nào, tin sâu chừng nào thì nguyện bạn nó lớn chừng nấy. Cũng giống như một người đàn ông thương một người phụ nữ mà hiểu người đó rõ ràng đàng hoàng thì sẵn sàng nguyện đời đời kiếp kiếp. Còn hiểu mang máng, khoan dội nguyện tầm bậy. Hứa hẹn tùm lum là chết chắc. Như vậy, tính là mình tin rằng Đức Phật dạy ai mà không chấp thủ chính là chấp. Ai mà không chấp vào lời của Phật thì người đó sẽ hiểu Phật và tin Phật một cách trơn trắng. Còn ai mà không hiểu Phật mà tin Phật có nghĩa là người đó chỉ cố chấp thôi. Vì 49 năm Đức Phật không nói lời nào. Ai mà tin Phật thì phải tin rằng Phật chỉ dùng phương tiện độ chúng sinh thôi. Con này là trước tu rồi đó. Quý vị hiểu ý không? Có nghĩa là tin bằng cái sự là không chấp. Vì Đức Phật nói 49 năm là Đức Phật mượn phương tiện để nói thôi. Như ngón tay chỉ mặt trăng. Vấn đề quan trọng mình tin là mình tin Phật chỉ mặt trăng, chứ không phải là mình tin cái ngón tay. Là không có dựa vào trong kinh văn mà tin, mà phải hiểu rằng Đức Phật muốn đưa mình ra khỏi chỗ đó hết vô minh. Cho nên Đức Phật rất tin vào. Mà tin vào ai? Tin vào chính bản thân mình. Hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Vậy thì cái cố chấp của người tu là tin ai? Tin bản thân mình. Không còn chấp vào những cái gì mà Đức Phật dạy thì người đó tin một cách chân chánh và phát đại nguyện. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát 4 lời thệ nguyện: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Vậy là Phật đạo cũng ở trong biển ái này. Ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba, nếu ở trong biển ái này Đức Thế Tôn nguyện sanh vào đây, vì chỉ trong đây chúng sinh nó đau khổ vô cùng thì mới có chỗ mà làm đạo. Cho nên chỗ nào mà nó đau khổ, chỗ đó làm ăn khá. Người không đau khổ đâu có đi tu. Cho nên cái biển ái này là chỗ mà chư Phật phát nguyện, Bồ Tát Quan Thế Âm phát nguyện vào trong. Chúng sinh mà chỉ cần nguyện cái là ngài vào bên trong ngài độ. Mà ngài thị hiện là thiên thủ thiên nhãn, ngàn tay ngàn mắt để độ chúng sinh. Nhưng mà độ chúng sinh đó là chúng sinh ai? Chúng sinh của chính mình trước, rồi sau độ chúng sinh kia sau. Nhưng mà chính chúng sinh kia để phản hồi với chúng sinh của chính mình. Địa Tạng Bồ Tát: địa ngục vị không thể bất thành Phật, thì biển ái này chính là địa ngục. Và người đi tu chính là thấy rõ, nhận ra khỏi cái khổ này thì người đi tu các ái ly gia để đi tu. Đây là cái chỗ mà người đi tu. Vậy thì Phật đã bỏ cái sở hữu, Thái tử bỏ cái sở hữu của mình, Thái tử tin vào chính bản thân ngài có khả năng thành tựu hoặc đạo quả. Và ngài đã phát nguyện như thế nào? Diệt trừ cái ái đó. Ngài đã diệt trừ được chưa? Lúc ngài diệt trừ cái này thì ma vương nó hiện ra, ngài vẫn diệt và ngài biết đó là ma. Ba cái thần này, hữu, thủ, do ái sanh ra là nhân. Vậy thì cái nhân này, nhân hiện tại, người tu là từ cái nhân này. Cho nên tu cái ái và cái hữu, vậy thì còn đâu mà chấp thủ. Không còn gì để chấp nữa thì thủ bỏ tay. Cái chỗ này nó làm cái gì, cái email là bó tay chấm cơm. Vì nó không còn ái, không còn thủ nữa thì ma có chỗ bắt không? Không còn gì bắt đó. Nó còn sở hữu gì đâu bắt ái. Rồi,
Cái hạnh là gì? Hạnh là diệt trừ cảm thọ. Vậy thì thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ là cái quả hiện tại. Vậy cái quả hiện tại này là cái thân của chúng ta. Vậy là cái thân của chúng ta đó nó mang cái cảm thọ nó ra đời đó, nó chào đời bằng cái thân mà lớn vậy đó. Từ đây năm yếu tố này: thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ là cái thân hiện tại của chúng ta. Rồi cái nhân mà chúng ta ái thủ hữu này là cái nhân để luân hồi sanh tử hay cái nhân giải thoát đây? Nhân hết luân hồi sanh tử. Thực hành để chiến đấu với cảm thọ và bi trí dũng. Vậy thì bi trí dũng là cái bộ ba mà người tu muốn trở về với con đường rời khỏi vô minh này thì đòi hỏi đạo Phật là đạo từ bi. Đạo từ bi cho nên xúc cảnh thấy cái cảnh là từ bi nó sanh ra, chứ không có đợi. Cho nên người nào tu mau chừng nào là thấy cái gì làm nấy, thấy gì làm nấy, chứ không có nói là đợi, đợi tới bao giờ. Hành nè, hành là hành với cảm thọ của mình. Mình nhận cảm nhận như thế nào, thành tựu như thế nào thì cứ như thế mà làm. Thực hành là hành hạnh từ bi, thực hành là hành hạnh trí tuệ, thực hành là hạnh cái dũng này. Vậy thì khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, trí tuệ của người đó dưỡng dưng dưới mọi hoàn cảnh và gặp cái gì làm cái nấy, gặp cái gì là thể hiện lòng từ bi của mình ở ngay cái chỗ mình gặp, đó là Quan Bồ Tát thị hiện. Rồi dũng là sức mạnh để chiến thắng được cái ngũ uẩn này. Danh và sắc là ngũ ấm. Ngũ ấm nghĩa là mình phải có sức mạnh để mình chuyển hóa được bốn cái thần danh này nè, gọi là tứ chúng này, nó đồng tu trong cái sắc uẩn này, nó cùng nhau an ổn để tu trong cái sắc uẩn này, mượn cái sắc uẩn này để làm chiếc thuyền, chiếc bè cứu mình ra. Mình có mạnh tay mạnh chân, có vững vàng để ra khỏi cái biển này hay không? Cái sắc này nó nằm trong lục nhập, lòng xúc, lòng trung thọ, nằm trong ái. Vậy thì cái sắc này nó phải được cái danh này tu dưới nó, mà phải có sức mạnh mới tu nổi. Còn không tới đây ngồi thiền đau chút xíu bỏ chạy mất. Giới, định, tuệ. Như vậy thì giới định tuệ là bộ ba và cái điểm cuối cùng mà người tu cần phải đi đến. Người tu không đi đến cái chỗ giới định tuệ này thì người tu không biết mình tu cái gì hết. Và cái này mới là cái điểm cuối cùng để mình ra. Như vậy vô minh duyên hành là cái nhân của quá khứ. Cái nhân của quá khứ. Vậy thì cái nhân quá khứ này nè, quá khứ mình vô minh, mình duyên hành, cho nên điều giác ngộ thứ năm, ngu si sanh tử, thường niệm tri túc, quảng học đa văn, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu biện tài. Như vậy thì cái vô minh duyên hành này, thì cái người tu mà đạt được cái trí tuệ này rồi thì chỉ có ngay chỗ này mới là cái điểm ra. Ngay cái chỗ này có trí tuệ rồi thì trong đây hết vô minh, cái điểm này là điểm ra. Điểm này là điểm đầu tiên để sanh, thì điểm này cũng là điểm cuối cùng trở lại ra khỏi sinh tử đó. Chứ không phải là ra khỏi ngay chỗ này đâu. Mình học rộng hiểu nhiều rồi mình ra khỏi ngay chỗ này, không có. Anh chưa đủ, anh chưa đủ một tiến trình để anh đủ khả năng y báo và chánh báo để anh ra khỏi sinh tử khổ đau đó. Chứ không phải mình chỉ có học không. Ta nói học mà không tu là cái đãi lượng sách là vậy. Còn tu mà không học là tu mù, biết đâu là tu. Không biết mình chiến đấu với cái gì. À, chiến đấu. Còn sanh tử là cái quả. Sanh tử là cái quả vị lai. Mà chúng ta muốn cái quả vị lai này nó không có thì chúng ta phải ra tới đây. Chúng ta phải có giới, có định, có tuệ. Chứ không phải là chúng ta tu mà với cái mê tín của mình là mình nghĩ ở giờ mình không có ái gì hết, vậy là mình ra rồi. Vậy không. Anh không có ái nhưng mà anh đâu có nguyện lớn để mà anh làm gì đâu. Cái hạnh của anh á, anh nguyện là anh dứt ái thôi, giờ được rồi. Anh ngồi đóng anh tu phải không? Được. Anh có bi không? Anh có trí không? Anh có giới không? Không có. Anh nói cái này không thì thôi. Anh nói thì được nhưng mà không đủ. Điều kiện đó là điều kiện cần, nhưng nó không phải là điều kiện đủ.
Rồi, xin chân ái kính chào, chúc mừng mơ. Ngồi tôi vẽ có vòng tròn ở dưới ngũ đá luôn. Nhìn mắt ai cũng liên chiên. Đỏ hết trơn. Vậy là quý vị ôn tới đó thôi cũng là đã hiểu rồi đúng không? Cho nên là chúng ta có một cái khái niệm để cho chúng ta cảm nhận được rằng là khi chúng ta học, chúng ta có một cái sự nhận thức, hiểu biết rõ. Để tôi thường nói đến con gà nó ấp trứng, thì ở trong đây nó phải từ cái nước nó có trống, xong rồi nó thành tựu con gà, để rồi nó có cái mỏ của con gà nó ra khỏi cái trứng. Đó là cái vòng vô minh của mình. Còn ai mà không có ai mà cái trứng mà không trống, nghĩa là không hiểu biết, không có một tiến trình tu học, thì dầu rằng có ấp hoài đi nữa, nó cũng chỉ có thúi, nó trở thành hồng dịch lộn thôi. Ung rồi, không có trống là hồng dịch thúi, ung. Thấy không? Còn người nào mà ấp mà không biết cách ấp thì gọi là hồng dịch lộn. Nghĩa là có trống nhưng mà không biết cách, không biết phương pháp để tu, thì như mà đâu có chứng được. Nó sẽ chết ở trong đây, tức quá chết, gọi là tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma là cái dạng mà hột dịch lộn á. Hột dịch lộn là bởi vì nó nóng quá. Nóng quá là nó sát luôn. Nó không đủ khả năng để mà mổ ra, nó sát. Lạnh quá thì nó ung, mà nóng quá nó sát. Cho nên tẩu quả nhập ma là tu không có phương pháp, tu không đúng, cho nên tẩu quả trở thành hột dịch lộn. Rồi, như vậy là 10 giờ rồi. Dạ xin mời, dạ xin mời nghệ sĩ hát một đoạn sau. Dạ có phục vụ thầy. Trời, bữa nay thứ bảy cho nên mình bãi trễ hơn một chút. Đây là ca sĩ con của ca sĩ cha nghệ sĩ chứ. Dạ rồi. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy cùng các sư cô và tất cả quý vị Phật tử thân mến, hôm nay con là Phật tử Hoa Hiếu, có nhân duyên, có duyên lành đến đây để được thầy Thiện Xuân nghe thầy Thiện Xuân thuyết giảng. Con rất là cảm thấy rất là hoan hỷ và con cảm thấy rất là học rất là nhiều điều hữu ích từ những cái lời giảng của thầy. Thì là nhân vào cái dịp mùa Vu Lan đã về, thì con xin hát kính tặng tất cả quý vị Phật tử, đặc biệt là những bà mẹ. Bài này con hát về mẹ. Con xin kính chúc thầy, kính chúc các sư cô cũng như tất cả các quý vị Phật tử ở đây được thân tâm thường lạc, bồ đề tâm kiên cố, chúng ta càng ngày càng học tinh tấn để mà cùng nhau giải thoát. Các vị có đồng ý không ạ? Dạ, bài hát con xin được hát mang tên Lòng Mẹ. Thank you.
đã ru con suốt cuộc đời của mẹ. Từ chiếc vòng thơ ngây qua lời ru em mà đã theo bước chân con trên vạn nẻo gì đó,
thì chúng ta phải biết bơi thôi. Thì mong rằng quý vị thấy cuộc đời nó vô thường không? Nghe cái điều thứ ba là quốc độ bở giòn. Điều thứ nhất giác ngộ, thế gian này vô thường, quốc độ nó bở giòn. Cho nên là quý vị cố gắng đừng có đam mê quá để rồi theo không kịp. Muốn quay trở về nữa quý vị không kịp. Nhất là anh Minh Nhất nhớ không? À, nhức chân, nhức chân. Anh kia Minh Nhất hả? Minh Đức. Anh Di Đà Phật cung thỉnh chư tôn đức và thân mời quý vị chắp tay chúng ta quán niệm. Lại một lần nữa, hai tay chúng con chắp lại như thể ngày và đêm, tối và sáng, được và mất, vinh và nhục, những gì đối đãi trong cuộc đời giữa hai mặt đối lập của một chỉnh thể thế gian, xin cho chúng con kết lại thành hoa sen giữa hai mặt đối lập đó. Thế gian ví như bùn nhơ, mà người tu học ví như sự ánh sáng giác ngộ. Chúng con tự hóa mình giống như những đóa sen. Hôm nay và bây giờ ở đây, chúng con nhận được những lời dạy cao quý của Đức Phật để chúng con sưởi ấm tâm thức của mình. Mong cho hương giác ngộ bay khắp mọi nơi, hương của các loài hoa không thể bay ngược gió, hương người giác ngộ đó ngược gió bay muôn phương. Người có tâm giác ngộ luôn luôn tự tại mọi lúc mọi nơi, tùy sở trụ xứ thường an lạc. Nguyện cho tất cả những người hiện tiền và thân bằng quyến thuộc luôn luôn giác ngộ bỏ ác làm lành, quy y Tam Bảo. Người người giác ngộ bỏ ác làm lành được sống an lạc, nhà nhà được hạnh phúc, nơi nơi xứ xứ được thái bình thịnh trị. Hồi hướng phước lành tu học của chúng con đến cụ quyền thất tổ oan cha trái chủ thập loại cô hồn, đẳng đẳng chư hương linh nam nữ ký tự hiền như tỉnh thấp, đẳng đẳng chư hương linh đông tây nam bắc trung ương thần hoàng bổn cảnh thổ địa địa tiên thổ địa hương linh chưa siêu thoát, nghe được lời Phật dạy tóc xả mê đồ sanh về cõi tịnh an vui. Cầu cho tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Lại chúng đồng hồi hướng nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.